đời chứ gì, tôi làm trầy đó cuộc đời không, cuộc đời tiền cho cô nè, tôi là tiền cho cô đây nè, có người có người con nhất. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, con dám không mẹ, tôi chịu đựng tôi đủ rồi nghe, bây giờ mày không muốn thấy con mặt con nhỏ này trong nhà nữa, cô đuổi ra khỏi nhà cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ có chuyện gì mẹ bình tĩnh giùm con đi mẹ. Trời ơi, con không đuổi đi phải không, mẹ chết cho con vừa lòng, mẹ chết đây nè, mẹ chết cho con vừa lòng. Đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi. Chưa? Ok ok ok. Trời đất ơi, không ok là tôi ghét nhất, cô hiểu chưa? Ok ok, cô làm như là cô chủ gia đình này đang hỏi giống là ok. Đi, đi chưa? Đi chưa? Đi chưa? Mẹ. Đi chưa? Cái gì vậy mẹ? Đi chưa? Mẹ. Đi chưa? Em đi ra ngoài đi, đi ra ngoài lên mặt đi. Đi, đi. Mẹ ơi mẹ. Hả? Mẹ đi chợ hả mẹ? Ừ, mẹ đi chợ. Con mua gì không? Dạ không, con định nhờ mẹ đi qua tiệm giặt ủi á, lấy đồ giùm con, cái áo đầm hôm bữa con đi đám cưới với anh Hạnh á. À, cái áo đầm đó, rồi rồi mẹ làm cho. Ừ. Cảm ơn mẹ. Ừ. Rồi. À, à quên đó mẹ. Cái gì nữa? Sẵn tiện á, mẹ rửa xe giùm con nha. Tại xe đi lâu quá trời không rửa, nhìn nó dơ quá. Ừ mà mẹ đâu biết chỗ nào rửa xe đâu. Ở gần chợ có đó mẹ. À, quên nữa. Hả? Mẹ ơi, cái gì? Mẹ nhớ dặn người ta là lấy cái khăn vải lau nha. Không thôi chạy xe mình đó mẹ. Trời ơi con ơi con, mẹ đi chợ nè, mẹ mua đồ nè, rồi ghé tiệm giặt ủi nè, lấy tùm lum đùm đùm đề đề rồi sao rửa xe. Mẹ yên tâm đi, ở đó có nhiều người lắm, người ta sẽ phụ mẹ, người ta sẽ đem đồ xuống bớt. Ok, mẹ đi vui vẻ nha mẹ. Vui vẻ cái con khỉ. Vui vẻ. Trời ơi, lúc sai mình còn hết oxy nữa. Tôi là mẹ chồng mà. Trời ơi, sai tôi được cho nên nó vui chứ tôi vui gì nổi. Trời ơi, rửa xe thì được rồi, còn phải biểu người ta dặn lấy cái khăn lau. Trời ơi. Bực. Tự nhiên đang ca mà bạn gái cái nghe bà ho thôi, trời ho hay, ôi sao ho dữ vậy? Để tôi coi cho. Trời đất ơi, sao mày nóng dữ vậy, sốt rồi. Chắc tại tôi uống nước đá quá. Tại trời ơi, tại sao bổ nước đá? Bà phải uống nước sôi. Ê, quên, nước sôi để nguội. Sao uống nước đá? Chắc tại đi ngoài đường nóng quá rồi về thấy nước đá thèm uống. Đi mà nắng nóng phải không? Trời đất ơi, rảnh quá. Làm gì mà xách xe chạy vòng vòng về là bà cảm nắng rồi đó. Ông có biết gì ông nói? Sao không biết? Tự nhiên tôi rảnh, tôi lấy xe tôi chạy vòng vòng hả? Tôi đi công việc cái con Hoàng Anh, tôi mới ra nông nổi vậy nè. Phải không? Vậy tự nhiên không biết thì thôi đừng có nói. Thì bà nói tôi mới biết, sao không nói sao tôi biết? Tự nhiên nói ta rảnh rỗi đi chạy vòng vòng. Thì đó thôi, giờ nằm nghỉ ngơi đi, lấy thuốc uống. Trời ơi là trời, ho quá. Một đời hoài nhìn về tương lai mà thấy đâu. Thiệt tình á, đi ra đường thấy người ta mẹ chồng với nàng dâu mình mới thích. Cái bà dâu ơi, bà làm ơn bà qua nhà người ta bà học hỏi đi. Vô đi. Mẹ ơi. Hả? Con nghe nói mẹ bệnh hả? Ra đây một chút đi, con đóng thuốc cho mẹ uống nha. Đồ đạo đức giả. Một ba ngày nó sai mình đi công việc đó chạy có cờ vậy đó. Rồi bây giờ nghe mình bệnh cái gì ra đây con lấy thuốc cho mẹ uống, làm như săn sóc lo lắng cho tôi vậy. Tôi biết cái tâm địa của cô hết rồi. Con dâu khó ưa, dâu trời đánh. Mẹ, uống thuốc này đi mẹ. Hạ sốt với lại giải cảm đó. Ừ. Nè, mẹ uống đi. À, quên nữa mẹ. Ừ. Đồ giặt ủi mẹ lấy á, mẹ lấy sót đồ phải không? Con kiếm hoài không có ra cái áo của anh Hạnh, áo vest á. Mẹ đâu có biết đâu, thì ra tiệm người ta đưa làm sao thì mẹ đem về vậy. Mẹ đâu có biết là con giặt bao nhiêu cái đâu. Mẹ ơi, đáng lẽ mẹ phải coi cái biên nhận để mẹ kiểm đồ lại, để không có bị sót cái mẹ làm vậy và mất đồ sao mẹ. Cô nói cái gì? Hả? Dạ. Tôi cho cô biết nghe, cả ngày hôm nay á, cô sai tôi như con ở rồi. Bây giờ hạ sách cái quần áo này là sao? Làm sao tôi biết cô đi giặt bao nhiêu cái? Mà cô biết có phải làm lại coi cái lại cái biên nhận vậy hả? Dạ con đâu có ý gì đâu mẹ. Cô đến đừng có được làm chân lên đằng đầu nghe chưa? Mẹ ơi đừng hiểu lầm ý con. Cô đừng có tưởng là cô ra ngoài xã hội cô làm kiếm tiền cô nuôi gia đình này rồi cô khi dễ bên chồng. Tôi cho cô biết nghe. Cô đừng có làm như vậy nghe. Dạ con không có mà mẹ ơi. Trả treo hả? Mẹ ơi. Trả treo hả? Trả treo hả? Dạ. Biết khỏi nhà này tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Đi. Mẹ.
Mẹ. Hả? Hả? Mẹ đang suy nghĩ gì mà thường người ra vậy? Mẹ đừng có nói với con, mẹ mẹ suy nghĩ làm chuyện ác nha. Mẹ đâu có dám suy nghĩ chuyện ác đâu. Mẹ sao mẹ ngồi thường người ra vậy? Mẹ còn đi bệnh viện không? Không không. Con thấy mẹ không ổn lắm. Ủa hồi nãy con nói gì vậy? À, con nói cái vụ mà giặt đồ á. Mẹ mốt đi lấy đồ, mẹ nhớ phải kiểm tra biên lai, ok? Ok, ok. Uống thuốc kìa mẹ. Ừ, chắc chắn rồi. Sao em re vậy ta? Không lẽ hai mẹ con quỳ nhau hả trời? Hết phim coi. Mày ra khỏi nhà tao liền! Đi đi! Mẹ ơi, mẹ sao không vô phòng nằm nghỉ đi, nằm đây vậy mẹ? Ôi ơi, mẹ nhức đầu quá à. Trong phòng nó ngột ngạt quá, mẹ ra đây nằm cho nó thoáng chút. Mẹ mệt dữ không, con chăm cứu cho mẹ nha. Thôi khỏi, mẹ nằm chút mà khỏe à. Dạ. À quên nữa mẹ. Hả? Hôm qua mẹ có lấy xe con đi đâu không? Con thấy nó bị trầy quá trời kìa. Cái gì? Con nói cái gì? Nó bị trầy vậy dưới đường, con thấy trầy nhiều lắm. Không phải tại mẹ đâu nghe, mẹ không có làm đâu nghe. Không, tại vì con thấy nó trầy quá thì con hỏi vậy thôi. Tại vì xe đó có mình con với mẹ chạy à, cho nên con phải hỏi mẹ thôi. Mẹ không có làm hả? Ủa, nếu không phải mẹ là ai ta? Nè cô kia. Dạ. Cô ám chỉ tôi đúng không? Dạ không. Trời ơi, mẹ chồng cô bệnh nên cô không lo. Hả, cô lo có xe cô bị trầy. Rồi bây giờ sao? Cô muốn đời chứ gì? Tôi làm trầy đó, cuộc đời phải không? Cuộc đời tiền cho cô nè. Cuộc đời tiền cho cô đây nè. Con người vậy, con người con nhé. Mẹ ơi, con chịu đựng con đủ rồi nghe. Bây giờ mày không muốn thấy con mặt con nhỏ này trong nhà nữa, con đuổi ra khỏi nhà cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ có chuyện gì mẹ bình tĩnh giùm con đi mẹ. Trời ơi, con không đuổi đi phải không? Mẹ chết cho con vừa lòng, mẹ chết đây nè, mẹ chết cho con vừa lòng. Mẹ ơi. Đi ra khỏi nhà tôi. Đi ra ngoài đi. Chưa? Ok. Trời đất ơi, không ok là tôi ghét nhất, con hiểu chưa? Ok, con làm như là cô chủ gia đình này đang hỏi giống là ok. Đi chưa? Mẹ. Đi chưa? Cái gì vậy mẹ? Đi chưa? Mẹ. Em đi ra ngoài đi ra ngoài lên mặt đi. Đi. Ok, bình tĩnh, ok. Ok nữa. Bình tĩnh. Mẹ. Mẹ đang suy nghĩ gì vậy? Mẹ đâu có suy nghĩ gì đâu. Mấy nay thấy mẹ sao nha? Thấy trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ như muốn làm chuyện ác hay sao á. Mẹ đời nào làm chuyện ác. Uống thuốc đi mẹ. Thuốc hả? Ráng uống đi, hết bệnh á. Thuốc mẹ đắng lắm á. Con có chuẩn bị kẹo cho mẹ rồi nè. Nè mẹ cầm đi, con lấy kẹo cho mẹ. Nhức đầu thôi mà cần gì uống mấy cái này. Uống thuốc vô xong rồi mình ngậm kẹo vô là nó hết đắng liền à. Ráng lên. Đúng rồi, ráng lên. Gần hết rồi. Rồi, giỏi quá. Kẹo nè mẹ. Mẹ. Một viên thôi. Cái này không phải, cái này ngọt dữ lắm, mẹ ăn là hại cho sức khỏe mẹ nữa đó. Vậy nha. Uống xong vô phòng nằm nghỉ nha mẹ. Ok. Uống ngại là bao nhiêu con nít vậy? Ra lệnh cho mình không? Ok.